Một làng quê chủ phú, dân cư đông đúc, phong cảnh làng quê mang đậm nét văn hóa của làng Việt. Hình ảnh chợ phiên, cây đa, giếng nước, sân đình đã gắn liền với đời sống sinh hoạt của nhân dân. Một hình ảnh thân quen của làng quê, đất An Lạc xưa kia, nay là xã Mê Linh, có vị trí chiến lược quân sự quan trọng, còn ghi lại thần tích thần phà, nay còn lưu tại năm bia chùa Đại Bi Tự. Gốc làng An Lạc xưa là cầu Bền Trang, từ thuở Hùng Vương đã chống quân Ải Lao bộ chùa, giúp vua Hùng dựng nước Văn Lăng. Tiếp sau có vị tướng Lương Thị Tần cùng nhân dân ở cổ Bền Trang chống quân Tô Định, Mã Viện, giành độc lập dưới cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Khu đất mà vừa, nay một phần còn lại làm nghĩa trang nhân dân, nơi xưa là chỗ tập trận hợp quân của hai bà. Khi xuất trận trở về, quân sĩ lại tập hợp về đây, chỗ còn trống không có người, đó là binh sĩ đã tử trận. Sau đó cùng nhân dân An Bình, An Lạc, An Thái, Phú Điền, Hoàng Nông, cùng tướng quân của Triệu Quốc Đạt chống quân Ngô trên đất cổ Bền Trang. Khi nghĩa quân của bà Triệu Trinh Lương bị thất trận, đạo quân của bà rút về núi Nưa Thanh Hóa, ngày nay, để tử thủ, và bà đã qua đời tại đây. Ngày nay trên cổng làng An Lạc còn có hai câu đối: An Lạc đất lành, thiên niên dân thịnh vượng, Mê Linh nhân thiện, vạn đại xã trấn hưng. Người An Lạc thông minh khí phách, giúp Ngô Quyền đánh bại Hoàng Thao, Nguyễn Thái Bình mưu lược tài cao, cùng vua Đinh xây nền độc lập, người có công mở đường trang ấp từ Mê Linh xuống tận sông Nùng. Ở làng An Lạc quê ta có bà Nguyễn Thị Thuận như tiên giáng trần. Bà được tuyển lựa vào cung, tước phong hoàng hậu chính cung triều Trần, nổi danh tài sắc yêu kiều, phò vua giúp nước lập nhiều chiến công, 3 lần đánh tan Nguyên Mông, xứng danh là một quốc công đương triều. Về quê An Lạc thân yêu, công bà to lớn là điều đáng ghi. Bà xây dựng chùa Đại Bi, chuông đồng lại nổi chính danh tên bà. Phật về ngự giá sành tiền, phù cho quốc thái bình yên xóm làng. Theo truyền thuyết kể lại, khi về quê có 4 mỹ nữ cùng đi theo về hầu bà, được vua giao cho cai quản và hưởng lộc điền ở các vùng, nay thuộc các xã Thống Nhất, Đông Đô, Tây Đô, Bình Lăng, huyện Hưng Hà, Mê Linh, An Châu, Đô Lương, Phú Lương, Lô Giang, huyện Đông Hưng, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Sơn, Quỳnh Bảo, Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ. Khi được tin vua Trần Nhân Tông đi tu tại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bị ốm mệt, bà cùng 4 mỹ nữ ra thăm vua. Năm bà qua khỏi cửa ngăn, đến vườn chè. Được tin vua đã viên tịch, thất vọng vì không gặp được vua, cả năm bà đã gieo mình tự vẫn. Dân ở đây đã lập đền thờ năm bà, gọi là đền thờ năm mẫu, ở Đông Triều, Quảng Ninh ngày nay. Bà Nguyễn Thị Thuận có công xây dựng chùa Đại Bi Tự, ngôi chùa đẹp cổ kính nhất nhì tỉnh, nay được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Vào thế kỷ 19, người có công xây dựng đình làng to nhất, đẹp nhất đó là cụ Đốc Hì. Con người quát thước, thông tuệ, giỏi võ nghệ, có lòng yêu nước. Thực dân Pháp xâm lược nước ta, từ biển đi vào cảng Đà Nẵng. Cụ là nghĩa quân của triều Nguyễn chống Pháp. Cụ được phong tước đô đốc. Được nghỉ, cụ về quê bỏ tiền xây dựng đình làng, đình ngõ đoài và miếu âm hồn thôn Hữu. Đình được xây dựng trên khu trung tâm của làng, nay là nền nhà văn hóa xã. Đình được cấu trúc 7 gian bái tiền, 3 gian hậu cung hướng nam,
theo kiểu con trồng dấu sen chạm khắc hoa văn triều Nguyễn. Trong khuôn viên, bên tả bên hữu xây hai dãy nhà, gọi là quán sân đình vuông rộng để họp chợ. Trước cửa đình có hai câu đối: Tứ thiên niên văn hiến túc trương, an lạc tư dân đào nhạn trạch. Nghĩa là 4.000 năm văn hiến đầy bầy, đất an lạc nơi đây là đầm của chim nhạn tắm. Như vậy, an lạc, đất lành, chim đậu, một vùng đất địa linh nhân kiệt, cũng là nơi hội tụ nhiều di tích văn hóa tâm linh. Xưa kia làng An Lạc có 6 ngôi chùa cổ kính, 3 nhà thờ họ giáo, một đình làng to đẹp, một cổng làng cổ kính rêu phong, một con đường vào làng xây bằng gạch vỉa. Bên cạnh những công trình tôn nghiêm trên, còn có 8 đình miếu thờ các đấng thần linh. Hàng ngày vào buổi sáng, buổi tối, vang lên những hồi chuông, hòa nhịp tiếng mõ tụng kinh, cầu cho quốc thái dân an, và tụng niệm cho những kiếp oan được dạo cánh thiên đường hoặc về tiêu sao cực lạc.